Tiếp theo thưa quý vị, cái người này phải giới thiệu đặc biệt hơn một chút. Nếu như những mùa trước thì quý vị đã biết đến anh với vai trò là một đạo diễn nội tâm với những lời nhận xét mang đậm tính thi thơ, thì hôm nay quý vị sẽ chú ý nhiều hơn đến trang phục của anh ấy. Xin được chào đón đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với anh Nam trước. Dạ. Thưa anh, mùa đông có vẻ đến sớm trong thành phố đúng không ạ? Không được nói, không được nói, để chúng tôi tả anh. Ok, Trấn Thành. Riêng về cái trường hợp này thì năm nay lại không có ý là định ghẹo anh Nam, là tại vì thực sự ra với góc nhìn của thời trang về fashion thì cái khăn rằn nó lại rất là vô với bộ đồ. Ông không hiểu là vì sao năm nay anh Nam anh lại rất là quan tâm đến thời trang. Quý vị thấy là tập nào anh mặc đồ cũng đẹp cả đúng không ạ? Chắc người ta mới yêu. Người ta mới yêu. Bậy. Không. Đốt nhà. Chúng ta đều bậy. Người ta có vợ rồi không? Okay, có vợ rồi. Nhanh, bậy rồi. Phân tích nào bậy nữa. Thưa quý vị, chắc là người ta đang trong cái tâm trạng là làm được một cái gì đó thành công trong năm nay á. Cái người ta vui, người ta hạnh phúc, người ta đầu tư hình ảnh hơn. Hay là anh định lớn sân vào showbiz đó anh em? Tấn Thành nói là có niềm vui là đúng. Gia đình có em bé hả? Có em bé cho nên là quá. Chúc mừng anh em. Nói tới em bé mới nhớ hôm qua tự nhiên cái tuần trước mình làm show xong hỏi chừng nào Trấn Thành có em bé, tự nhiên hôm qua mơ thấy Trấn Thành có em bé. Thiệt hả? Ghê vậy? Thiệt không? Có ước mơ chưa, gì chưa, không? Chưa ước hả? Mơ nhưng mà thế này nè thưa quý vị, có một cái kỷ niệm mà Trấn Thành với chị Chanh là thế này. Hồi xưa vui lắm. Chưa kể mà nó chưa vui. Chưa kể là vui rồi. Rồi giờ kể xong mới hết vui nè. Hồi đó lúc mà thời mà Trấn Thành bước dây xì tin á là đi với chị Chanh. Hồi đó là chị Chanh là giám khảo, Trấn Thành mới bắt đầu làm MC thôi, chưa có được nổi tiếng luôn, chưa được chú ý gì cả. Thì lúc đó cái có ra ngoài Đà Nẵng làm xong show, cái bữa đó thất tình với bộ, cái ngồi tâm sự um lum, nói là chị Chanh, chị là người lớn á, chị từng trải á, chị cho em lời khuyên đi. Cái đưa hình của cái cô bạn gái cũ ra, cái bà Chanh mới nhìn nó, em quên nó đi, nó sẽ không thuộc về em đâu. Cái đó có gì vậy? Nhớ ra ai rồi? Mai Hồ. Không phải, bảy trời đất ơi, bà này. Trong lòng lúc đó giận bộ, kêu bà tư vấn, bà không tư vấn, bà còn nói bà gỡ bỡ ra. Y quý vị về cái nó bỏ thiệt quý vị, nó bỏ liền luôn. Trời ơi. Thưa quý vị, đó là Phương Thanh. Dạ. Phán, cái gì dính cái đó, đừng dính cái này nữa là tôi xỉu đó nha. Không phán nữa. Không phán nha. Không phán nữa. Giấc mơ thôi nha. Giấc mơ thôi rồi. Ok. Nhưng mà nó có thiệt á. Xem như là khép lại tại đây luôn. Anh Nam biết khép sao? Khép lại tại đây đi. Nhiều khi anh Nam là người của đàn ông gia đình nên có con anh sẽ rất là vui. Còn Thành hiện nay còn trẻ mà có con lo lắm, rồi sợ là mình không đủ trách nhiệm. Rồi tới lúc mà bắt đầu nói bà Chanh coi tôi chừng nào có con là không coi nữa nha. Cả nhà làm chứng giùm em nha, bà cứ gì. Không coi vâng. Nữa. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa đến với... Bây giờ cho hỏi câu hỏi cuối sao, thôi. Sao? Hôm nay thầy coi giùm coi là chương trình hôm nay thí sinh nó giỏi không thầy? Thí sinh hôm nay là từ khá đổ lên. Từ khá đổ lên sẽ nha. Rất là quậy. Coi thầy đoán đúng không nha. Cũng coi luôn á, là hôm nay không khí trong gia đình mình có hòa thuận không? Không hòa thuận, tập nào cũng không hòa thuận. Hòa thuận phải không? Bây giờ coi thêm lần cuối nữa coi hôm nay MC có bị chặt không? Có. Thành cho nên đó là lý do anh chuẩn bị cái khăn rằn. Gì vậy? Đây là một cái đạo cụ, một cái vật dụng rất là quen thuộc với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Dạ mồ hôi. Đúng rồi, người ta đi ra đồng này kia nắng nôi ra, lao động mà đó thì người ta vắt lên vai, ví dụ như căng thẳng quá thì bắt đầu là lau mồ hôi. Bây giờ em thấy mồ hôi thiệt rồi đó, mấy mình về đi đi, nóng quá đi. Có vẻ như là hôm nay là được dự báo là một ngày sẽ rất là sôi nổi. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với phần thi của các thí sinh, nhưng xin được nhắc lại là chúng ta sẽ có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên đó chính là vòng lộ diện. 4 thí sinh sẽ đứng trên 4 cái bục tròn. Và lúc này đây thì ánh sáng mờ ảo, quý vị chỉ nghe được cái giọng hát của các bạn ấy và sẽ đoán xem đó là ca sĩ thần tượng nào mà các bạn đang thể hiện. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vòng hòa thanh. Các bạn sẽ kết đôi với nhau, thể hiện phong cách của mình và làm sao cho thật là ăn ý. Và cuối cùng chính là vòng biến hóa. Lúc này đây chỉ còn một mình bạn trên sân khấu và bạn sẽ phải thể hiện cái phong cách của mình đậm nét nhất, mà chúng tôi gọi là chữ ký sắc sảo nhất của bạn so với phần thể hiện của 2 phần trước. Và ngay bây giờ mọi thứ đều được sẵn sàng. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của 4 thí sinh. Phần thi đầu tiên với tên gọi Lộ Diện. Thank you.
vì sao em nhớ anh thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mất. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gợn bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Anh ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mong ước vơi quanh. Sao đêm hay là trăng sáng dọi đường em, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu. Không còn lo thương nhớ người yêu. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như án mây cao, tình em như ánh trăng sao. Cứ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tiền chia cánh đôi ta, bạc trắng lừa hồng nếu đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa. Đơn đau này muốn kiếm không hoa. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên sớm mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiễn người sang. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi néo quan san. Khóc cho đời bạc trắng lừa. Vì sao anh nhớ em thế này? Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Thương nhớ đông đầy trong lòng mòn. Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao. Trong năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hồ tan duyên sớm mà thôi. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hồ tan duyên. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bốn thí sinh trên sân khấu này và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng làm quen với từng bạn
Đầu tiên chị áo dài trắng như nữ sinh, chị giới thiệu đi ạ. Em xin kính chào ban giám khảo. Em xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phan Thị Ly, em đến từ Quảng Ngãi. Bạn tiếp theo, mời bạn. Vâng, vừa lời nói đầu tiên thì em xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả có mặt cho trường quay ngày hôm nay. Em tên là Dương Vân Chiêu, hiện tại em là quê ở Cà Mau. Cà Mau, cái kiểu tóc này là em để bao lâu rồi? Dạ, em để cũng được 4 năm. Để 4 năm rồi hả? Dạ đúng rồi. Là do em yêu thích cái ca sĩ này nên em để cái tóc này hả? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì hát rồi em đam mê rồi từ từ nó quen. À rồi, cảm ơn em. Thành viên thứ ba xin mời bạn. Em xin kính chào ba vị ban giám khảo và toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và em là Trọng Nghĩa, em đến từ Đồng Nai và hiện tại đang làm việc ở tại Sài Gòn ạ. Bạn làm công việc gì Nghĩa? Dạ em vẫn đi hát tự do ạ. À, ca sĩ tự do, xin mời thành viên cuối cùng. Em xin kính chào ban giám khảo và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong cái hội trường hôm nay ạ. Em tên là Trần Ngọc Tuấn, đến từ Thái Bình ạ. Bạn Tuấn, bạn là người miền Bắc à? Dạ vâng ạ, em từ Bắc, Thái Bình ạ. Nhưng mà lại hát dòng nhạc bolero mà cái người ca sĩ mà bạn hát thì là người miền Nam. Cũng khá là đặc biệt đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét cũng như chia sẻ của các vị ban giám khảo. Chắc là quý vị cũng đoán ra được đó là ai đúng không ạ? Hôm nay các bạn làm cho Thành rất xúc động là bởi vì cái mashup này rất là hay, hay thật sự. Ngay từ cái vòng bắt đầu thôi, chúng tôi đã thiếu điều không còn gì để góp ý nữa. Các bạn làm chúng tôi ngạc nhiên quá bởi vì nó giống, nó một mức độ mà giống mà khi mà giống quá nó đã, nó nổi da gà, nó sướng đập bàn đập ghế. Đây, Phi Nhung, hai người Đan Nguyên và một Mạnh Quỳnh đúng không ạ? Rất hay, các bạn đều hát rất hay. Trời cho bạn cái giọng quá giống chị Nhung, nhưng mà bạn phải hát nó hơi bất nguyên tắc hơn tí, không nắng nót quá nhiều, hát mộc hơn, chân thật hơn. Vì sao em nhớ anh thế này? Là vậy thôi, chứ không có mà nhớ anh thế này. Em hiểu anh nói không? Là những người khác thì người ta sẽ nắng nót chữ, Phi Nhung không nắng nót, Phi Nhung hát bằng mộc mạc từ trái tim đi ra thẳng băng, khô hơn tí nữa sẽ ra chị Nhung, nha, đanh thép hơn tí. Em cảm ơn ạ. Hai bạn Đan Nguyên thì dĩ nhiên là bạn bên này cả ngoại hình hiện nay cũng đang nổi trội hơn, chắc có lẽ là tại mê Đan Nguyên quá, nhiều khi nó ăn vào máu thịt rồi nào cũng hay, rồi để tóc mặc đồ giống, đứng cái tướng cũng giống, từ đằng xa cái đèn tối thui là tôi đã thấy bạn này, tôi nói ủa sao ông Đan Nguyên giống tới mức độ đó. Bạn này thì chưa giống bằng. Bạn vẫn còn nhiều cái chỗ xử lý chưa có ổn. Thì một lát nữa khi bạn hát đơn Thành sẽ phân tích kỹ hơn. Còn anh này anh giống Mạnh Quỳnh mà tới nỗi tôi đập bàn đập ghế nó giống giống mà giống gì dữ vậy trời. Giống gì dữ vậy trời, rồi lấy gì tôi góp ý ông? Giống y chang luôn rồi. Hát sai sai đi xíu còn có để đường ta nói. Ông giống như là giờ Mạnh Quỳnh in vong luôn. Thì để tụi con có giảm cân được không? Vậy thôi chứ giờ nói gì nữa giờ. Xin mời chị Thanh. Trấn Thành cũng nói hết rồi. Hôm nay cái chương trình buổi hôm nay đầu tiên Phương Thanh vô, mọi người hỏi Phương Thanh bói ngày hôm nay xem sao, đảm bảo là từ khá đổ lên. Bây giờ mọi người thấy sao? Chính xác đúng không? Có tập thì sẽ có người này như thế này, người khác sẽ nhỉnh hơn một xíu. Nhưng riêng tập này đảm bảo từ đây tới cuối chương trình sẽ có nhiều cái rất là hay. Nhận xét để mà gọi là soi á, soi mói rồi móc rồi tìm vết hở rồi này nọ thì chắc chắn là Trấn Thành sẽ tìm ra. Phương Thanh cũng sẽ phụ Trấn Thành xem có gì đó để mà hỗ trợ thêm cho mình tốt nhất có thể. Du Bacati, hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy, chúng tôi sẽ soi mối tới tận cùng. Dạ, soi, soi, soi các thí sinh. Soi để cho có cái gì hoàn mà hoàn tốt nhất cho các bạn. Không biết tới cuối có gì để cho Phương Thanh phá hay không, nhưng mà trên tinh thần là quá là yên tâm. Cảm ơn các bạn và cảm ơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Đây là một cái đêm diễn, một đêm thi và cái cuộc đua của 4 vận động viên. Nhưng mà trong đó Trọng Nghĩa và Văn Chiêu hóa thân vào cùng một thần tượng Đan Nguyên. Cho nên là hai tụi em sẽ áp lực nhiều hơn hai bạn còn lại. Bởi vì hai bạn còn lại thì giám khảo cũng như khán giả sẽ so sánh các bạn với thần tượng. Cái đó đã là một áp lực rồi, nhưng mà đây mình còn áp lực khi so sánh đối thủ là bạn của mình nữa. Cho nên là hai em sẽ phải hết sức tập trung và có cái chiến lược trong những cái vòng tiếp theo. Đó là lời khuyên của anh dành cho hai bạn hóa thân thành Đan Nguyên. Và về sắc vóc rồi cái chiều cao và mọi thứ thì
Anh thấy Văn Chiêu thì có lợi thế hơn, khi mà khá là giống cả ngoại hình và chiều cao và cả cái mái tóc nữa. Giống cả ánh mắt nữa anh. Anh Đan Nguyên, anh có một cái hay là khi anh hát á, thường anh ít khi nào mở to mắt. Anh chỉ mở theo cái kiểu... Thật ra anh mở to cũng không mở được. Cho nên là khi các bạn này hát hay, hay là hay là mình góp ý kêu Đan Nguyên cắt mắt như Nguyên Khang được không ta? Cắt mắt như Nguyên Khang được không ta? Ê trời ơi, trời ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, đao kiếm vô tình, trời ơi, lời phán đã linh nghiệm, MC mới đó, bị chặt một nhát. Cái người ta đã không dám nói rồi, cứ chọc cho người ta nói. Trời ơi, hết chuyện cứ khửi con mắt ra làm chi. Cảm ơn chị. Không, nhưng mà dạ, em tỏa sáng, tập nào em cũng được chị chém là em sẽ tỏa sáng, yên dạ, tâm, cứ tỏa dạ sáng đã rồi xuống sân khấu mình tính sau. Em tin thế, dạ cảm ơn chị. Rồi dạ, trong thời gian MC Nguyên Khang gạt đi nước mắt thì anh sẽ nhận xét tiếp phần của Trúc Ly ha. Rồi mình tập trung thí sinh đi mà anh. Rồi dạ. Anh rất thích cô Phi Nhung Trúc Ly. Rất là dễ thương, một cái vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn. Hồi nãy mình có nói cái gì là giống như Phi Nhung mà nhỏ lại bao nhiêu tuổi á, đúng không? Giống tức như là những năm thanh xuân. Thanh xuân á. Thanh xuân của chị Phi Nhung chắc là Trúc Ly đó. Anh rất là mong chờ phần kết hợp của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ hòa hợp đến đâu. Bởi vì Ngọc Tuấn trong cái phần hóa thân vừa rồi rất là xuất sắc, và kể cả cái sự mộc mạc và có phần rất là chân chất của em cũng giống giống với thần tượng của mình nữa. Và anh nghĩ rằng là cái sự kết hợp của hai em sẽ bùng nổ. Còn cái sự kết hợp của hai Đan Nguyên thì hứa hẹn đó là một cái cuộc đua rất là gay cấn. Anh rất là mong chờ. Chúc mừng các em với cái phần trình diễn vừa rồi. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy là vòng đầu tiên thì các bạn chỉ chào sân một cách rất đơn giản và cũng chưa có kịp phô diễn hết tất cả những ưu thế của mình, nhưng mà đã nhận được rất là nhiều lời khen từ phía các vị giám khảo rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng là ở vòng tiếp theo các bạn sẽ cố gắng phát huy hơn nữa nha. Một lần nữa xin chúc mừng 4 thí sinh. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào vòng hòa thanh. Và như chúng tôi chia sẻ ở vòng này thì sẽ là sự bắt cặp với nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với một cặp đôi, đó là những người tình trong âm nhạc. Cả hai song ca rất là ăn ý trong những ca khúc mang đậm âm hưởng bolero cũng như là quê hương. Chúng ta sẽ cùng đến với phần hóa thân thành hai ca sĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung của hai thí sinh. Xin được giới thiệu Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Không đón mời vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi, căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Chú
không có đủ tiền để cưới em. Anh sợ một ngày nào đó chắc anh mất em quá. Không sao đâu, giàu nghèo đối với em không có thành vấn đề. Miễn là anh tới thưa với ba má em là đủ rồi. Ba má em không có khó đâu. Nhưng mà em ơi, em ơi, tiền đâu đáng cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ái em xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Trời ơi, nó mùi ơi là mùi mà nó... Chúng tôi nghĩ đây đúng là Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn á, chứ không còn ai nữa. Mà nhất là anh Mạnh Quỳnh, anh diễn mùi dễ sợ luôn. Nào là khều khều cổ xích lại một chút, rồi quàng tay qua. Mấy cái vút này là tóc mình... nữa đồ. Rồi ơi, vút tóc nữa. Cái này mình tập nhiều không? Cái này bọn em chưa tập ạ. Thì chưa tập luôn hả? Chỉ Trời lên chưa sân tập khấu mà. Là hai anh em thống nhất là lên sân khấu thì mình cứ nghĩ thế nào mình làm như vậy thôi ạ. À, nghĩ thế nào làm như vậy luôn. Vâng ạ. Còn em? Em nghĩ là bản chất của ảnh luôn á. Hả? Bản chất của ảnh. Em với ảnh tập đúng có một lần thôi. À hả? Thì lúc nhưng đầu... mà lúc mà tập là em có gục đầu vào vai ảnh giống vậy không? Cái lần đầu tiên thì có. À hả? Nhưng mà mấy lần sau thì em cũng sơ sơ thôi. Khoan nha. Ảnh. Tôi thấy tại sao người ta nói anh gãi gãi cái gì? Người ta nói đúng tim đen anh phải không? Anh để ý gì người ta phải không? Hai tụi em là ở hai vùng miền khác nhau, chỉ có gặp nhau trong cái cuộc thi này đấy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ hai đứa mới gặp nhau ạ. Cả hai có người yêu chưa? Em thì có rồi, nhưng mà ảnh thì có vợ rồi, có hai con luôn rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Bị bán đứng rồi em ơi. Bày đặt gán ghép bậy bạ đồng hồ vợ ông cào mặt tôi nữa. Tại vì hai bạn chân thật á, nên hai bạn diễn nó đàng hoàng, nó tử tế, để nhìn nó rất là trong sáng, nó thiệt. Nãy mình ghẹo chơi cho vui thôi, nhưng mà tại hai bạn làm nó rất là dễ chịu. Và nó có một cái gì đó rất là thật thà với nhau. Khi mình hát mình tin cái mình hát á, để mình nhìn với ánh mắt của người kia mình cũng thấy nó thiệt hơn tí, đúng không? Để mình diễn cũng được. Mà trời lại thương cho hai cái người bạn diễn cùng mình nó lại hát hay nữa, mà nó lại giống Phi Nhung nữa, mà ghê chứ. Giống như kiểu là không, cá gặp nước á bạn hiểu không? Lâu lâu tự nhiên ngày xưa đúng không, bạn hát karaoke có một mình. Đúng rồi. Đó, cái kêu cái thí dụ cái bà hàng xóm bao hát dở ẹt. Đúng rồi. Nhiều khi còn phô lợ tông dí nhạc. Mày hát cực muốn chết, giận. Bữa nay đi thi, gặp ngay, trời, Phi Nhung, chịu có nổi đâu. Cô phải nói thật với ban giám khảo là em cũng mong ước từ ngày xưa đấy. Em bảo là bây giờ mà giá như mà có được cái bạn gái nào mà hát được giống Phi Nhung thì hai người đó hát thì nó hay quá. Anh nghĩ là em là gì là thích Phi Nhung rồi đấy. Ừ, nhưng mà nói chung là khán giả rất thích. Đấy, thì đấy, ừ, vậy đó, ừ. Nhung ơi, Nhung. Dạ. Bài này Nhung lên tay nè. Vô rồi đó, vô. Vô rồi. Nhưng mà bây giờ nói nè, về dạch lá tìm sâu nè, dạch xấu tìm la nè. Phi Nhung phải hát to hơn một tí và hát phủi đời hơn một tí. Em lên là cái câu... Câu cao nhất á, mấy nốt cao nhất á. Mà hát to và hát không nắng nót, hát phủi đời, hát thẳng băng cho anh thử coi. Thử coi, 2, 3. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều. Đúng rồi. Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Đó, yeah, vô chính rồi xác. Đó, vô rồi. Rồi đó. Hiểu chưa? Phi Nhung là hát là không nắng nót. Tại vì bản chất cái giọng chỉ đẹp, đủ đẹp, đủ dày và mạnh. Hát là hơi rất là mạnh, hát không có nắng nót nhiều. Thì mới ra Phi Nhung hát phải chân thật. Nha, yeah. Vô rồi đó. Cảm ơn ạ.
Anh Mạnh Quỳnh cũng vậy, đẩy hơi mạnh ra và cái chữ Mạnh Quỳnh hát nhấn nhá hơn. Anh hát anh mượt quá, anh không có nhấn nhá, anh hiểu em nói không? Anh phải đẩy vậy. Khi mới vậy là e, thì cái miệng mình ngang hơn, mở ngang hơn để cho cái âm thanh nó bẹt hơn thì nó sẽ hay hơn. Thử lại hát mạnh nè, 2, 3. Em ơi, em ơi, nhấn vô tiền đâu đám cưới bây giờ, mạnh hơn nữa, mà em nhắc đến thêm buồn. Đó, nó là như vậy nha. Hát dứt khoát hơn và không có lê thê, không có dài là ra. Chúc mừng hai bạn, rất hay. Mời chị Thanh. Mình cứ nói, tính nói gì cái Trấn Thành nói hết rồi tới mình cái mình biết nói gì. Mình cũng mai ngồi kế bên. Tôi ghi chép tôi ngang. Mình kế bên mình phụ họa cũng được đúng không? Thật sự ra thì khi mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hát ở ngoài sân khấu, nhất là ở sân khấu và Thâu Băng là khác nhau. Cho nên khi các bạn ra sân khấu mà trong chương trình mà thi thố như vậy nè, thì cái volume, cái volume mình hát nó phải to, nhỏ. Các bạn nó đang bị đều quá, tức là các chữ nó đều như Thâu Băng. Nhưng mà sân khấu là các ca sĩ sẽ hát mạnh hơn một chút, vừa phải, mạnh hơn một chút, vừa phải, tức là cái volume nó phải hơi chênh lệch nhau một xíu thì mới ra được Mạnh Quỳnh với Phi Nhung. Đó là cái điều các bạn phải thay đổi thêm một xíu nữa. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin mời anh Nam. Anh thích là hai em trong cái phần ca và cả phần diễn nữa. Nói phần diễn trước đi. Vì phần diễn hai em dù là nghiệp dư nhưng mà rất là dễ thương, nhẹ nhàng và tình cảm. Những cái bẽn lẽn của cô gái, rồi chàng trai cũng có phút ngập ngừng nữa. Cái đoạn thoại của hai em á, Ngọc Tuấn có gặp và vất vả hơn khi mình là cái chất giọng Bắc đó, mà mình giả giọng Nam, có lòi ra một chút giọng Bắc trong đó. Nhưng mà nghe vẫn rất là dễ thương, nghe vẫn rất là dễ thương, và nó có cái tình ở trong đó rất là nhiều. Hai em thoại và giao đãi với nhau, thuyết phục khán giả rằng hai em đúng là một cái đôi tình nhân trên sân khấu. Còn nói về cái chuyện tình trong âm nhạc thì anh Mạnh Quỳnh có phát biểu trên truyền thông rằng là hai người rất là thân với nhau. Thương nhau, thân nhau. Thân nhau lắm, nhưng mà thân đến nỗi là không thể nào yêu được. Nếu gọi là cảm mến thì có, nhưng mà nói là tình yêu thì chắc chắn là không. Đó, nó giống như một cái tình bạn, một cái sự tri âm, tri kỷ trên sân khấu vậy. Cho nên đó cũng là một cái niềm may mắn khi mà họ tìm thấy nhau, và cũng như hai em tìm thấy nhau trong một cái cuộc thi này và đã gặp gỡ, thì đó cũng là một cái duyên. Thì anh rất là vui vì là cái duyên đó nó đã thăng hoa trên sân khấu tối ngày hôm nay. Chúc mừng hai em. Cảm ơn. Cảm ơn. Cái sự song ca ăn ý của các bạn á đã làm mang đến cái cảm xúc cho mọi người. Nhưng mà tình yêu thì nó lại là một cái cung bậc cảm xúc khác nữa, đúng không ạ? Xin cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thứ hai. Có một điều khá là đặc biệt, đó là hai bạn đều hóa thân thành cùng một ca sĩ thần tượng. Điều này á, nó sẽ dẫn đến là một áp lực cho cả hai, khi mà sẽ rất dễ bị so sánh. Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng mỗi người sẽ cố gắng phát huy cái thế mạnh của mình, làm sao cho giống nhất đối với ca sĩ thần tượng. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần thể hiện của Văn Chiêu và Trọng Nghĩa. Cho em ta Bồ Tát chưa nửa cuộc tình, thấy đam mê thì xác căng đầy, nghiêng ngửa cho dù hôm lần nghe đắng cay. Những lời này cho em ta hơn ta khi đổi mặt đời, đêm đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạc.
nửa đời. Thôi đam mê thì xác xa rời, trên giữa đó đầy khi tàn mong. Chúc mừng hai bạn. Hát mà giống như hai ông ai ưa ai á. Giận á kiểu mà đã đang nguyên là diễn là nội tâm rồi, là hát là bất cần, là cái mặt là giống như rất là kiểu mà muốn quýnh ai rồi. Mà hai ông mắc cười lắm, hai ông nhìn á. Đó rồi, đường em ơi, trời ơi. Hát mà bà đã còn thi chung đề tài nữa kiểu. Mày ngon bước vô, mày ngon vô đấy, vô đấy. Ngon vô, ừ. Trời, Trấn Thành là thuộc dạng soi khủng khiếp. Mà thì cái mặt cưng á, cái mặt hai anh rất là đáng yêu luôn á. Trước giờ có chương trình nào mà cặp đa nguyên song ca giống như anh em sinh đôi chưa? Hay là mới có chương trình mình đầu tiên thôi? First time. Xuất sắc. Nguyên đối nguyên. Nguyên đối nguyên. Nếu mà hát một mình á thì tiết mục nó không thú vị bằng là hai đa nguyên hát cùng một lượt để mình so sánh. Thì giống như Trấn Thành nói là có ưu khuyết điểm riêng. Về nội lực bên này thì Trọng Nghĩa cái nội lực giống đa nguyên hơn. Văn Chiêu thì có cái chất giống, sinh ra nó có những cái gọi là đồng chất á, và đồng chất tức là nó đồng giống, màu dòng đồng cách thức, tất cả gọi là phương thức. Trấn Thành đó là phương thức, là Văn Chiêu nắm được phương thức của đa nguyên. Và chính vì cái phương thức em nắm vững cho nên khi em hát á, em nghĩ rằng là nó giống rồi, cho nên là không gò cái lực. Cho nên về cái lực vang ra thì em hơi bị thiếu. Trọng Nghĩa thì cái lực đúng hơn, cái lực đúng hơn. Nhưng mà Nghĩa khổ thế này nè, Nghĩa lại không có cái voice giống bằng bạn này. Cái chất không giống lắm. Bạn này cái voice và cách gằn giọng, cái nguyên tắc đa nguyên bạn nắm hết. Bạn này là hầu như là y chang, là nghe thì mình sẽ nghe bạn này giống hơn. Thì bạn phải học được cái nguyên tắc của bạn này. Nhưng mà bạn này lại phải học cái nội lực á, em hiểu không? Khi hát á mà muốn cái âm vực nó rộng á, với lại cái âm lượng nó khuếch đại á, thì em phải hát bằng cái bụng. Mỗi lần em hát em hít hơi sâu vô để cái cột hơi nó chắc lại, hát cho nó rộng ra thì em sẽ giống hơn nhiều. Rồi thêm cái điểm nữa là vào đầu bài hát á, cả hai người đều bị chinh. Dạ. Yeah. Bị chinh và hơi phô một chút xíu, cho nên là cái khúc đầu vào á nó không có được tốt lắm. Nhưng mà khoảng 3 câu sau thì bắt đầu ăn sam với cái bài hát, cho nên là phải chỉnh ngay từ đầu để cho tiết mục hay hơn. Là cái tâm lý ngay khúc đầu nó chưa được ổn lắm. Mà Bolero á, tụi em để ý đi, ăn điểm câu đầu câu cuối. Câu đầu quất vô một cái là phải vỗ tay liền. Đúng rồi, câu đầu lần xuống xề. Yeah. Cái đó quan trọng lắm. Bolero mấy cái câu mà xuống xề như vậy nè, rất dễ được vỗ tay. Cho nên câu đầu tiên là phải hớp hồn ngay tại chỗ. Yeah. Cảm ơn. Xin mời nhận xét của anh Nam ạ. Đúng là như từ đầu anh nói, đó là cái phần song ca này hai em sẽ gặp áp lực, đúng không? Và cái áp lực đó nó cũng đã thể hiện rõ từ lúc đi ra, là hai anh chàng đi ra phía bên trên kia. Mình cứ đi và mình đi xuống, anh không biết hiểu tại sao hai anh em đi rồi đụng vai nhau rồi xong nó mới đi ra. Nhiều khi hiểu nhầm là vòng hòa thanh mà là phòng đối kháng. Rồi và cô Chanh lúc nãy cô nói là gọi là đầu
phần đầu mở màn nó phải tốt và phần cuối nữa. Thì riêng cái phần cái câu cuối á, là cái câu kéo dài mình cũng phải thống nhất với nhau, vì mình hát song ca mà. Và đặc biệt là anh dặn cả hai em cũng như với tất cả các thí sinh, bởi vì những vòng vào sâu á, mình sẽ kết hợp với những ca sĩ thần tượng khác, những bạn thí sinh khác nữa. Cho nên là cái sự mà mình có tương tác, cái sự tương tác với nhau, nương nhau để cùng khoe cái giọng của mình, nhưng mà cũng khoe giọng của bạn, đó mới là một cái phần trình diễn thành công. Đó thì đây là anh nghĩ rằng là cái phòng đầu tiên, cho nên có thể châm trước được. Nhưng mà những cái kinh nghiệm này thì cần phải chia sẻ để các em cũng như các bạn khác có thể là tốt hơn trong những vòng sau. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn ban giám khảo nhiều. Nói thật ra cũng khó thưa quý vị, tại vì cái trường hợp mà hai thí sinh giả cùng một ca sĩ như vậy á là không có quá nhiều trong chương trình của chúng ta. Cho nên đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng cũng sẽ là thử thách cho các bạn. Chỉ hy vọng nếu mà cả hai may mắn mà bước vào vòng trong á, thì sẽ được kết đôi với những cái giọng hát khác để chúng ta có thể hòa quyện. Ví dụ như là dạo gần đây thì Đan Nguyên đã hát chung với Minh Tuyết rồi, và cũng có một ca khúc hit. Thì biết đâu một trong hai bạn sẽ có một cô ca sĩ nào đó giống Minh Tuyết hát chung để tạo ra một cái hit ha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin cảm ơn Văn Chiêu và xin được cảm ơn Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, với chương trình ca sĩ thần tượng của chúng tôi thì có rất là nhiều câu chuyện về những cái thí sinh đến với chúng tôi. Họ không chỉ có niềm đam mê âm nhạc mà còn kể câu chuyện của đời mình. Thì cái giọng hát sau đây là một cái câu chuyện như thế. Nhưng mà khá là trùng hợp nữa là bạn lại thể hiện giọng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên nữa. Đây cũng là một thí sinh của mùa trước đã chinh phục được giám khảo bởi cái chất giọng và cái sự tình tứ trong giọng hát của mình. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một gương mặt khách mời có mặt trong show mùa thứ ba này. Xin được giới thiệu bạn Quang Ngụy. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ, với mây trời xa diều bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều phân ly, lỡ mê lùa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua, tin nhau ngày vui dẫu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời khô đầu cấm nín rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi lời yêu dấu cho nhau nào đầu có bao lâu, giờ sao đã u sầu. Ngày tháng mộng xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên, có yêu và thương cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này.
đã u sầu. Những ngày tháng mong sinh trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có thương và yêu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Có thương và yêu cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Hay quá. Thưa quý vị, đây chính là giọng hát của Quang Nghị, gương mặt mà có lẽ là quý vị đã nhận ra từ chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ ngày càng thành công và cháy được cái niềm đam mê của mình một cách mãnh liệt hơn nữa nha. Cảm ơn Nghị. Cảm ơn Kang. Phi Nhung xin kính chào quý vị. Cậu trẻ chiều quê cùng ấm ngắm hoàng hôn, buồn hắc buồn hiu mênh mông ngó đất trời. Em về miền Tây tìm ấm đã lỡ chuyện đò, câu nói yêu thương giờ anh quên hết sao anh đò đưa lòng giờ xa bến tình yêu. Chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình em. Đường miền Tây tôi tuổi em về, về miền miền Tây tôi tuổi
về miền Tây. Chúc mừng Trúc Ly với ca khúc Em Về Miền Tây. Với tiết mục này, những câu đầu tiên em vô lại rất giống Phi Nhung. Trấn Thành có thấy vậy không? Rất giống Phi Nhung. Cái âm lượng nó không đều thì lại giống. Thì cái câu đầu tiên em hát á, rất giống Phi Nhung. Nhưng mà tới lúc em bỏ nhỏ, em hát kỹ lại thì lại mất dần một chút xíu. Cho nên với cái sự hóa thân tiếp theo như thế này, em đừng có hát kỹ quá. Đừng hát kỹ quá. Mà cứ hát giống như những câu đầu em hát để cực giống Phi Nhung luôn. Khi mà em hát kỹ là em sẽ bị mất cái chất của chị Phi Nhung. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ em phải về em quên đi cái cách hát này. Tại vì em thi cái cuộc thi này nó đòi hỏi em phải giống thần tượng em nhất. Tại vì đối thủ của em ai cũng giỏi hết, ai cũng mạnh hết. Và họ đang tiến bộ dần. Nếu em không tiến bộ dần thì những vòng sau em sẽ bị thua họ. Vì vậy cho nên anh nghĩ là muốn đi xa phải nghiêm túc, phải để ý kỹ hơn. Hát nó phải đời hơn, âm lượng nó phải khô hơn, cái cách phát âm ra giọng á, cái giọng mình phải khô hơn, đanh thép hơn thì mới ra Phi Nhung. Tại vì nếu em hiểu với chị Nhung, em sẽ biết Phi Nhung là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà vươn ra, tôi phải chiến thắng được cuộc đời, tôi phải chiến thắng được bản thân. Đó là Phi Nhung. Thì khi yêu ai phải hiểu người đó trải qua những gì để họ có được cái xúc cảm ngày hôm nay, để họ hát cho mình hay tới mức độ mình phải giống họ, phải hiểu được điều đó nha em nhé. Thì anh hy vọng là em sẽ cố gắng hát cho thật tốt, để những vòng sau anh muốn được coi nhiều hơn nữa. Trình diễn mà, đúng không? Nó còn có cái phần diễn nữa, cho anh coi luôn phần đó chứ đứng giống như ai ép mình hát thì. Và quan trọng là còn câu cuối của tôi là: em nhớ anh đêm ngày, em sẽ về miền Tây. Buồn quá, quên luôn, cất câu của người ta luôn, nha. Lần sau tốt hơn nha. Dạ, em xin cảm ơn. Anh Thành là anh rất là hâm mộ chị Phi Nhung. Cho nên em hát cái đoạn nào là anh nhớ trong đầu thuộc lầu lầu. Cho nên là không có thể nào mà để tránh trường hợp là không bị bắt. Cho nên là phải cố gắng nha. Có một cái câu thơ để nhận xét về giọng hát của Phi Nhung như thế này là: Phi Nhung tiếng hát gợi tình, giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương. Đó là một cái giọng ca và chọn cái dòng nhạc trữ tình quê hương để thể hiện. Và trong đó nó có rất nhiều những cái nỗi nhớ nhung. Và anh nghĩ rằng là trong bài hát ngày hôm nay á, em đã đặt để cái tình cảm của mình vào trong bài hát này. Thì nó cũng là một cái cách làm cho những cái câu từ của bài hát và những cái giai điệu bài hát nghe nó đến với trái tim nhiều hơn. Riêng anh cảm nhận là nó rất là tình cảm và dễ thương. Bản thân anh thì anh rất hy vọng em sẽ được có một tấm vé để mà đi tiếp. Em chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa xin cảm ơn Trúc Ly. Thưa quý vị, cái bài tiếp theo rất là phù hợp với tâm trạng của Nguyên Khang. Bởi vì sao? Nếu như những mùa trước họ đều có đôi có cặp trên sân khấu, họ dẫn với nhau, MC bị chặt thì có người này đỡ người kia, còn tôi vẫn cô đơn. Mời quý vị cùng đến với thí sinh tiếp theo.
vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quen em nhưng ngại đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang ngâm thầm ước mơ nhiều lắm. Mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lộng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang ngâm thầm ước mơ nhiều lắm. Mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, gió lòng ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hờn sầu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Chúc mừng anh Trọng Nghĩa với ca khúc Tôi Vẫn Cô Đơn. Trời ơi, hát cái bài này ngồi dưới mà tôi nghe thấm từng câu từng chữ. Hình như hát cho mình sao? Yên tâm, sẽ còn cô đơn dài dài. Nghe em hát thì gọi là an toàn á. Trong một cái mức an toàn, có nghĩa rằng là trình bày bài hát một cách sạch sẽ, đi đến bờ đến bến. Nhưng mà ở đâu đó nó vẫn còn thiếu cái anh nghĩ là phần hồn ở trong đó. Cũng như là về cái sự giống á, thì sau từ đầu á, lúc em tứ ca thì anh cứ nghe cái giọng của em là hơi có một chút giống của chú Duy Khánh đó, có mang mát cái màu giọng đó. Cho nên là lúc đầu là anh có nói rằng là em với là Văn Chiêu á, mặc dù là hát cùng với nhau nhưng mà anh vẫn thấy là hai trường phái và giống như hai cái màu giọng á, nó có cái sự khác. Thì chắc là để cô Chanh sẽ nói sâu hơn. Cô Chanh hả, cho nói chưa? Thưa quý vị, trong lúc anh em nhận xét, tôi phát hiện ra chị Chanh có nhiều cử chỉ lạ. Cổ đang gieo vần hay cổ sao? Cổ gieo vần, cổ ghi trong đó, cổ làm bài thơ và cổ tự tủm tỉm cười. Và cổ nhìn vào một không gian vô định. Và tôi có cảm giác đây là một triệu chứng không bình thường. Xin được mời nghệ sĩ Trấn Thành. Ủa gì kỳ vậy? Tôi là MC mà.
Được, được, được. Chứ Thành cứ nói đi, chứ sao cũng được nói. Thành mời chị Chanh. Hay quá. Dạ, tao nói chuyện vậy. Hơn thua nhau có đồng bọn. Đúng rồi. Khang ơi, đừng có chống dưới này, nó mệt lắm. Đã là ba giám khảo rồi, còn có hai bên nữa đúng không quý vị? Năm ngoái. Nào, thơ coi. Thì thường phải giới thiệu từ nguồn căn cơ bản của nguồn gốc. Năm ngoái là MC bị chém banh xác đúng không? Và đó là lý do tại sao nó đập đơn xin nghỉ. Hai thì mấy ai MC kêu nó nghỉ em rồi. Làm đơn vô làm chi? Nó nghỉ xong rồi nó tới lúc em nhận vô rồi nó mới chỉ thì thương kêu cho em nhận chi vậy? Đâu biết đâu vô đây mới biết. Thơ hay lắm nè. Thằng nó nghe nè. Nộp đơn nghỉ vẫn chưa muộn. Đây có MC. Đây coi. Thôi làm đi. Nguyên Khang sao lại kỳ rứa hè sao không cho nói tè le như lúc đầu. Hay. Lúc đầu á vui quá là vui, Nguyên Khang nào nở dập dùi tài năng. Hay. Thôi này hay. Thơ này hay. Cái câu hay là câu chốt hay. Chính xác, hay rồi Thành ơi. Chứ bây giờ thí dụ ngắn gọn thôi thì mình làm vậy nè, Nguyên Khang cắt mắt lâu rồi, để lâu con mắt nó lòi to hơn, thí dụ vậy. Thiệt chứ chưa thấy cái giám khảo nào mà ác như thế này. Ác dễ sợ, viết thơ. Thôi rồi em mời chị đi. Nó đứng là biết rồi, tao chờ nói luôn cho. Nói đi, đứng chi cho mỏi chân như ngồi, nói đi. Rồi ok, phần Nguyên Khang xong rồi. Về cái tiết mục này, phải nói thật sự là lúc đầu rất thích và là một tiềm năng. Một tài năng là tiềm năng của chương trình, cho nên phải tìm. Phương Thanh đã nói ngay lúc đầu là phải soi cho thật nhiều để mình chỉnh sửa, để mà tại cơ hội mình vào còn có. Thứ nhất, cái sự hát volume lớn nhỏ từng câu hát ngoài sân khấu là vẫn bị đều, nhấn nhá chưa có. Cho nên tiết mục này chưa có gì thay đổi hết. Giám khảo ngồi đây cũng phải tìm cách nói làm sao cho nó không giống những tiết mục đầu. Cái đó là tư duy ở đây. Đó, mình phải thay đổi, chứ không mình sẽ bị monotone và tất cả mọi thứ nó sẽ bị đều. Và ngay trên sân khấu á, nếu mà bị đều quá không có tốt. Từng cái cảm xúc phá nhau như vậy để tạo hiệu ứng đúng không quý vị? Thật sự làm sao mà Nguyên Khang tự ái giận Phương Thanh được, chứ nãy giờ thấy ít cười quá à. Ủa cái câu kết lại không liên quan luôn. Từ từ. Em đang tập trung nghe bạn này. Biết rồi, Nguyên Khang cũng bị đá vô hả? Tại vì tại vì đây là sân khấu. Hơn thua nhau là sự bất ngờ. Đúng, chính xác. Hay. Bạn cần phải có cái phương thức giống như của Trấn Thành. Có những cái nhấn nhá cho giống với Đan Nguyên. Tại vì Phương Thanh không có khả năng nhái. Chứ nếu mà làm được là đã thị phạm rồi. Trấn Thành thử đi. Thử nè, Đan Nguyên là bạn thân. Bạn thân đi diễn nhiều nè. Rồi gặp nhiều, thấy hát nhiều, thị phạm đi. Thật sự ra thế này, cái nội tâm của bạn diễn rất là giống Đan Nguyên rồi. Cái này nói thiệt, tại vì do cái gương mặt bạn hơi tròn hơn Nguyên nhiều nên người ta mình nhìn mình không cảm nhận thôi. Nhưng tôi đi diễn với Nguyên nhiều thì tôi thấy là bạn có Nguyên bên trong chứ không phải là không. Nhưng mà bạn bị một cái này nè. Bạn tập trung tới một cái mức độ Nguyên tập trung để khán giả thấy mình deep và thích cái tiết mục của mình. Nhưng các bạn phải tập trung để hát cho giống, nhưng bên cạnh nó phải làm sao cho khán giả gọi là có cái để coi. Hiểu không? Thành nói không? Có nghĩa là các bạn làm gì nó phải có mục đích của nó. Thì đôi khi có những cái mình thậm sưng hơn. Thí dụ nó bút đồ, lâu lâu cái mặt mình nhăn hơn một tí, rồi căng lại một tí để người ta có cái để coi. Bạn hiểu Thành nói không? Nó sẽ hơi thậm sưng hơn một chút xíu, gọi là điểm nhấn. Là ví dụ như là bạn hát cái chữ đó cũng vậy. Bạn hát một câu Thành nghe thử nào. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Đó, thí dụ vậy đi. Bạn thấy nó đều, phải không ạ? Câu chỉ còn tôi là tôi nhấn. Là cái chữ nhấn tôi thôi là mình đã nhấn rồi. Bạn không có nhấn gì hết trơn, bạn để mọi thứ nó trôi qua, nó rất là monotone. Đó, hồi nãy Thành rất đồng ý với chị Vân Thanh là cái gì đều quá trên sân khấu không bao giờ tốt. Mà nhất là những người đang chinh phục những ca sĩ mà thần tượng, đang chinh phục khán giả, cho nên cái nhấn nhá đó là để hút khán giả đi ngược vào mình. Chính xác. Cái điều đó mình chưa có. Nhưng mà thật ra nha, nói bạn đừng buồn. Cái tiết mục vừa rồi là tiết mục tốt. Nó vẫn là một tiết mục tốt và nó đang ổn định. Nhưng mà bạn yên tâm, gọi là chưa biết mèo nào cắn miễu nào, cho nên là hãy đợi cái phần tiếp theo của Văn Chiêu xem như thế nào. Biết đâu nhiều cái ổng chưa nói trước tâm lý gì. Nữa Cho nên đừng quá lo lắng em nha. Vâng, xin cảm ơn bạn với tiết mục vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một giọng hát mà khi mà nói đến nam ca sĩ này thì có lẽ là cái quá khứ của anh
cũng như là cái hình dáng bên ngoài đã kể về cái cuộc đời đầy kham khổ cũng như khó khăn. Có lẽ vì lẽ đó mà nhiều lần anh cũng tâm sự với quý vị khán giả rằng nhiều ca khúc mà viết về cái chữ nghèo hay có liên quan đến cái số phận mà được anh thể hiện thì bao giờ nó cũng chạm đến trái tim của người nghe. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một cái sáng tác đã được nam ca sĩ Mạnh Quỳnh thể hiện rất là thành công, đó là ca khúc Tình Nghèo Có Nhau với phần thể hiện của thí sinh Ngọc Tuấn. Tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em, anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miêu, người yêu đãi cát cao sang lụa là gấm hoa vàng son, anh không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen, say đắm xa hoa, anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao xe các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Em ơi, anh tìm người yêu chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Mai đây cho dù rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao tác phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chúc mừng Ngọc Tuấn. Và bây giờ chúng tôi xin mời các vị giám khảo sẽ nhận xét cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Thực sự ra ngoài đời anh Mạnh Quỳnh là người chỉnh chu. Chỉnh chu và đào màu thì thường nó rất là ít lòi ra những cái động tác thừa, những động tác đặc biệt để mình có thể bắt chước, đúng không nào? Nhưng mà đâu đó vẫn có vài động tác thú vị bạn ạ. Cứ về coi lại đi. Thành không diễn tả được anh Quỳnh ở đây, nhưng mà nó rất là thú vị. Nó có một cái sự nghiêm túc mắc cười lắm.
nó có cái vài động tác rất là ấn tượng mà bạn làm ra là người ta có phải là nghiêm túc, cái lâu lâu lòi ra động tác lòi chút xíu thôi mà nó kiểu duyên, kiểu gì á, nó dễ thương lắm. Thành thử ra bạn cứ về bạn để ý những cái điều đó là một. Cái thứ hai lại là vấn đề về nhấn nhá bạn ạ. Hát phải nhấn nhá, hát không có thể nào nó cứ đều vậy hoài, nghe buồn ngủ lắm. Cái này thầy nói thiệt, mặc dù bạn hát, bạn là một trong những cái người mà hát giống anh Mạnh Quỳnh nhất từ trước tới giờ mà tôi nghe luôn, thì báo cho bạn vui vì điều đó. Nhưng mà để bạn có động lực bạn làm, nhưng mà giống nhất chưa đồng nghĩa là bạn thật sự giống anh Mạnh Quỳnh. Có nghĩa là bạn chỉ giống được cái phần voice, nhấn nhá cái kiểu mà cái e, cái âm thanh đó, nghe Mạnh Quỳnh nè. Nhưng mà cái hồn của người ta bạn chưa lấy ra được, cái cách ngắt câu của người ta bạn chưa lấy ra được. Đó, giống như tôi nói là thí dụ như là Whitney Houston đi, Whitney Houston thí dụ nha, tôi nói trong cái bản thu âm thì cô sẽ hát là Don't leave me close one more door, I don't wanna hurt anymore. Đó là bản thu âm. Còn bà ra sân khấu bà sẽ hát là Don't leave me close one more door, nhấn nha, I don't wanna hurt. Nó ngộ lắm, nó không có liên, nó cứ cận. Dạ vâng, bây giờ em mới hiểu ạ. Bạn hiểu không? Vâng, bây giờ em hiểu. Người ta không bao giờ hát y chang người ta thu ở trong phòng thu, nên bạn đừng có hát như vậy, nghe nó rất là buồn ngủ. Bạn phải coi mấy cái bản live thi mà xài chiêu để người ta có cái. Em là nghe đĩa nhiều quá cho nên nó nhiễm, nhưng sân khấu là một sự quyết liệt. Dạ vâng ạ. Em phải quyết liệt hơn nữa. Dạ, tại vì đúng em không? Chưa hiểu ạ. Dạ, và hát phải như nói á bạn. Bạn hát tới đâu bạn hiểu đó đúng không? Dạ. Thì hát nó phải như nói á. Bạn hát mà giống như bạn muốn nói cho người ta nghe thì ánh mắt bạn phải tới khán giả nha. Nãy giờ ánh mắt bạn đang nằm đâu lơ lửng trên không trung nè. Thì đứng trên sân khấu á, để chị ấy cho em. Khi em hát em đi lại đây nè, nó sẽ có ánh đèn sân khấu đi theo. Thì em nhìn cái ánh mắt nào mà tình tứ cho em nhất trong mấy chục người đúng. Đây là em cứ nhìn vào đó thì cái cảm xúc của em tập trung vào người đó. Cái người, cái ánh mắt của khán giả tự nhiên bị say đắm theo mình, gọi là kết nối cảm xúc. Tại vì hiểu không, khi em đi tới cái này, đèn sân khấu ban xuống, chắc chắn sẽ có một khán giả đang ngó cái đôi giày em đi hiểu gì. Em hiểu không? Thì không, bây giờ chị Thanh đi, chị hát đi, rồi bây giờ khán giả này ngồi đây. Rồi, đây, khán giả đây. Rồi. Thí dụ như hát một bây thời giờ... đã xa đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên phải là những người cuối cùng trước. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca vía xin tặng em. Ánh mắt tình không? Phải chia đều hết. Đúng không? Phải chia đều hết cho khán giả trước. Ok. Và em biết trái tim anh có hình bóng mai kia đâu chỉ riêng. Em biết anh này thích mình không để ý. Hay quá. Từ từ. Xuất sắc. Đó là chiêu thức của ca sĩ. Xuất sắc. Và em sẽ không trách anh nữa. Quá buồn. Chàng trách. Lấy cái chàng phóng tay cho mình trước. Chàng trách anh nữa. Vỗ tay cho em nha. Khi ta đến với... Anh ngồi đó đi. Bây giờ là không, cái cuối cùng tức khích, là knock out nè. Knock out nha. Knock out đầu tiên sẽ là chia đều cảm xúc cho tất cả. Sau đó phải nhìn tình tứ từ cánh phải qua cánh trái. Đúng rồi. Nhưng cuối cùng cái thứ ba là phải là mình thể hiện để lấy cái tôi của mình trước. Lên sân khấu phải có cái tôi của ca sĩ. Và em sẽ không trách anh nữa. Chẳng trách anh nữa. Khi ta đến bên anh ngồi im, em không biết động. Anh ngồi im nha. Khi ta đến bên nhau tình yêu rồi. Không có chứ, không có một cái khán giả nào mà lầm lố như tôi đâu. Anh ơi, giờ em biết công dụng của cái khăn đó để làm gì rồi đó. Để níu kéo. Đó, cái sự chinh phục khán giả là tất cả mọi thứ khác hẳn trong đĩa nha quý vị. Dạ, cảm ơn các giám khảo đã thị phạm. Trời ơi, nhiều khi đi học trường lớp không bằng là giám khảo lên đây thị phạm nhiệt tình như thế này. Đó, cái này là quý giá lắm, đúng không ạ? À? Lột xác không? Hứa không? Hứa lột xác không? Vâng, em sẽ... Để đi theo dòng trong. Rất cố gắng ạ, bởi vì là bây giờ thì em cũng đã hiểu rồi. Bởi vì là trước thì em chỉ có sửa điện tử thôi, chứ em cũng không hát hò gì cả, với cả nghe thôi ạ. Đấy, em bây sửa giờ... điện tử mà hát hay vậy á. Sửa điện tử vâng, hả? Em với cả mắc điện nước. Tivi rồi này nọ đi hả? Vâng, đồ điện tử. Hay quá, hay quá. Rồi, cảm ơn Ngọc Tướng rất là nhiều. Một trăm cái tay cho Ngọc Tướng ạ. Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã chỉ dẫn cho em ạ.
Thưa quý vị, tiếp theo trên sân khấu chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác. Nó được ra đời vào năm 1969. Có một cái câu chuyện khá là thú vị, đó là cái người nhạc sĩ sáng tác bài này cứ nghĩ rằng mình không thể về kịp để mà đón xuân cùng với gia đình. Nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện đã diễn ra rất là suôn sẻ. Ông đã có mặt vào ngày 30 Tết cùng với vợ con của mình. Và xuất phát từ cái sự sum họp đầm ấm của gia đình nhân ngày cuối cùng của năm, ông đã viết nên cái ca khúc Mùa Xuân Đó Có Em. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với giọng hát, sẽ hóa thân thành tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Văn Chiêu. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xứ để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nắn yêu hoa cũng bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xứ để quên tất cả, cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nắn yêu hoa cũng bàn tay yêu hắt giọt lệ sầu. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi.
Xin chúc mừng Văn Chiêu với ca khúc Mùa Xuân Đó Có Em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Về cách thức đó nha, em không những giống Đan Nguyên về cách xử lý tách câu nhấn nhá, mà em giống luôn những biểu cảm nhỏ nhất của Đan Nguyên, tình tiết, cái gì giống hết. Từng cái hát mà lâu lâu nhíu con mắt lại, đá nó lên, đứng, giật lại hai cái chân, hai cô có dụng, rồi mới đưa tay lên bấu nó lại, rồi ra đây chỉ cái mắt nhíu lại cái y chang. Thế nhưng trời ơi, hết hồn, hết hồn. Làm cái gì nó cũng phải có cái thế nhưng đó. Em thấy nãy anh nói cái cách anh nói chữ thế nhưng không? Như vậy thì em đang thiếu những cái thế nhưng của anh trong bài hát của em. Em hiểu anh nói không? Anh đang thế nhưng em... Trời ơi, làm hết hồn là cái thế nhưng của Trấn Thành ở đây á, là em đã có cái phương thức đúng không? Những cái nội lực nữa, đẩy thêm nữa. Đối với chị tiết mục này chị nghe là cũng gần như là hoàn chỉnh, gần như hoàn chỉnh, đủ để mà ở dưới chà giống dữ vậy ta. Hát hay luôn nha. Đúng không Trấn Thành? Trơn tru. Mà nó thiếu điểm nhấn thôi. Chỉ còn xíu nữa thôi em. Bây giờ trong lòng chị nha, 4 tiết mục hôm nay hình như em nhất rồi phải. Đúng không ta? Chưa gì, thông báo cho tao biết hết trơn. Ủa vậy hả, mình sai hả? Mình có quyền mà, mình thích mình có quyền mà, đúng không quý vị? Không, riêng trường hợp này thì thích thiệt. Phải có những cái mình bộc lộ để cho em thấy cái đó là Động lực, điểm tựa để em bật thêm nữa. Một chàng pháo tay ủng hộ. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ xin mời anh Hoài Nhật Nam. Chị lỡ chị tiết lộ hết trơn rồi. Đâu, chị đó là ba người cái gì. Đâu, 3/1, 1/3 cũng đâu có lại được. Từ từ, còn 2 người nữa mà. Rồi, xin mời anh Nam. Sao tôi thì cứ thấy giám khảo Trấn Thành quá khắt khe. Không, phải khắc khe. Vì nãy giờ là do Nam dễ quá à. Không, do dễ dãi quá không? Quá dễ dãi đi. Chắc phải không, xem lại quá à. Em thấy là giám khảo phải có người này người kia. Để chi thí sinh người ta cũng phải có cái người người ta động viên tinh thật thần. Thật sự cái khó dạ. của Trấn Thành là tốt cho tụi em, tốt rất nhiều. Bởi vì mình sẽ kịp thời gian để mình sửa. Cho nên mời anh dễ dãi. Nói chung là anh thấy là anh dễ tính không dễ dãi. Anh dễ tính dạ. Anh thấy anh vừa sống nội tâm đẹp trai lại vừa dễ dãi nữa thì khó. Không, dễ tính, bình dễ tính. Văn Chiêu thì anh thấy là cái cảm tình mà đầu tiên á rất là giống thần tượng Đan Nguyên rồi. Đó, cái đó là một cái lợi thế. Trong khi những thí sinh khác thì sẽ gặp bất lợi hơn. Có thể là hoàn toàn không giống, có người thì sẽ tròn hơn, có người thì sẽ gầy hơn, hay là hoặc là tóc tai rất là khác, buộc phải dùng tóc giả hoặc là cái phương tiện về mặt hóa trang. Nhưng mà em có cái cảm tình về mặt ngoại hình đó, đó một cái lợi thế đầu tiên. Anh thích những cái bước đi khoan thai của em khi mà hóa thân thành nhân vật, nó có tình cảm rất là nhiều trong trong những cái di chuyển sân khấu. Cái đó là cái lợi thế tiếp theo. Và tiếp theo nữa là cái giọng hát. Bây giờ chỉ là cái vấn đề em sẽ tiếp thu nó như thế nào. Để mình có lúc thì mình sẽ có đậm màu giải trí, có lúc mình sẽ lấy tình cảm của khán giả với cái chiều sâu của cái tiết mục. Nó rất là khó trong cái chương trình này bởi vì cái tính giải trí nó rất là cao. Anh chúc mừng em với tiết mục vừa rồi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng Văn Chiêu. Cảm ơn bà. Thưa quý vị, như vậy là phần thi của các thí sinh của chúng ta đã diễn ra với những kịch tính. Và bây giờ không biết là gương mặt nào sẽ giành được chiếc vé bước tiếp vào vòng tiếp theo. Hãy cùng chờ đón quay trở lại sân khấu 4 thí sinh của đêm nay. Xin mời Trúc Ly, Trọng Nghĩa, Văn Chiêu và Ngọc Tuấn. Chúng tôi biết là lúc này đây thì rất nhiều giám khảo đang muốn có cơ hội để đưa ra cái quyết định của mình. Và chúng tôi sẽ mời một đại diện của giám khảo sẽ đưa ra cái quyết định đó. Và không ai khác, người đã làm nhiệm vụ này từ tập đầu cho tới tận bây giờ. Thôi thì lỡ rồi làm tiếp luôn. Xin được mời nghệ sĩ Trấn Thành. Xin chào các bạn. Các bạn là một trong những cái nhóm thí sinh rất là ưu tú. Thật sự để có được một cái nhóm thí sinh mà đồng đều như vậy mà làm cho mọi người phấn khích ngay từ cái bài hát đầu tiên thật sự là rất là khó. Bạn nào cũng có cái lực đồng đều hết. Và chính vì là đồng đều nên giám khảo sẽ rất là khó lựa chọn.
Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ là sẽ rớt nhiều người. Khó chọn quá, đánh rớt cho nó nhiều một xíu, cho nó đỡ nhức đầu. Đây là những người sẽ rớt. Bạn nào tên Ly ạ? Bạn nào tên Tuấn ạ? Bạn nào tên Chiêu ạ? Bạn nào tên Nghĩa ạ? Ba bạn đầu rớt. Và vòng tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn. Ủa? Rớt vào cái vòng tiếp theo. Có nghĩa là chúc mừng các bạn. Ba bạn đầu tiên đã bước chân vào vòng tiếp theo. Đó chính là Trúc Ly, đó chính là Ngọc Tuấn và Văn Chiêu. Xin chúc mừng các bạn. Rất tiếc là phải chia tay Trọng Nghĩa đây. Cảm ơn Trọng Nghĩa.